Ý nghĩa là có một cái danh sách đây, có danh sách đây, thầy cho điểm trung bình, cho một cái điểm này 3.5, thầy cho một cái điểm nhỏ nhỏ tí nữa nha. Ví dụ như điểm này điểm 2 thôi, điểm 2 là yếu đi, để mình biết mình làm ha. Rồi, thầy có một cái danh sách như này, đúng chưa? Xong thầy có như này, và ý đồ của thầy, đây. Không phải, cho cái này nó nhỏ lại cũng được. Cần chôn gì đây? Cần chôn F1 là nó mất cái thanh như này đi ha. Cần chôn F1 nhé các em. Nó lại hiện ra ha. Cái này phím nóng để mất cái thanh thanh này nha. Đó, nó có hiện ở đây là phím nóng của mình đâu rồi. Đâu đó, phím nóng đây là cần chôn F1 ha. Đó, nó mất cái này rồi. Đây là ý đồ của này này. Các bạn đã hiểu ý đồ của nó trước. Ý đồ của nó đấy là cái họ tên của cái bạn anh Thư này. Anh Thư này, bạn sẽ bỏ ở đây. Sẽ bỏ ở đây. Lấy mã sơ sơ này. Bỏ ở đây. Đấy. Cái chỗ này là canh giữa nha, tab này tab giữa nha các em, tab giữa. Đương nhiên chỗ này này có tab gì đấy, tab trái, cái này tab trái này, cái này tab gì đấy, tab giữa, cái này tab gì đấy, tab phải, đúng không? Đúng các em, nhìn tab là biết rồi. Nó lấy điểm trung bình nó bỏ ở đây. Điểm trung bình đâu rồi? Điểm trung bình bỏ ở đây đúng không? Đúng chưa? Xếp hạng bỏ ở đây đúng không? Xếp lại vào đây nha. Nhưng mà riêng cái này, chúc em này, cái này không có, đúng không? Cái này sinh ra, cái này nó sinh ra, sinh ra. Đấy, sinh ra làm sao tí thầy nói chuyện, đúng không em? Đó, thầy lưu lại cái hình này. Xeo lại cái hình này là 9 chấm, 9 chấm mấy đấy? 9 chấm mấy các em? 9.1 ha. 9.1 mục lục. À cái gì đấy? Mèo mờ. Mèo mờ. Cái này mèo mờ. Rồi. Như vậy các bạn hiểu ý nghĩa chưa? Hiểu ý nghĩa chưa? Chúng ta có một cái này là cái thư thật đẹp. Một cái thư mời thật đẹp. Xong mình sẽ điền tên của một cái danh sách này vào. Thì các bạn làm ở đám cưới cũng phải có một cái danh sách riêng, xong bạn điền vào cái thiệp đúng không ạ? Các bạn mời họp cũng như thế đúng không ạ? Các bạn hiểu ý nghĩa chưa? Cả lớp hiểu ý nghĩa chưa các em? Ý nghĩa, các bạn hiểu ý nghĩa chưa? Ủa các bạn không hiểu hả? Bạn Nam này hiểu ý nghĩa chưa em? Bạn nào hiểu rồi thì nói. Hiểu chưa các em? Rồi, hiểu ý nghĩa rồi. Thế bây giờ đến phương pháp làm nhé. Phương pháp làm. Thì công việc đầu tiên là các bạn sẽ đi soạn một cái hình cái thư này thật đẹp cho thầy. Được chưa? Ok chưa? Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ đi soạn nhé. Thế bây giờ nhìn thầy soạn xem các bạn soạn có giống thầy không nhá. Thế để mình phân tích tiếp. Soạn cái này ha. Thế thì nếu em soạn thì đây là kỹ thuật gì đây? Kỹ thuật này kỹ thuật gì cả lớp? Tab giữa, vì các bạn thấy nó chia được hai bên không? Cái này tab gì đấy? Cái này cũng phải tab giữa không? Có phải không? Có đúng không? Tab giữa không? Chỉ ở bên này. Giấy báo nhập học dùng cái gì đây? Dùng cái gì đây? Có phải tab giữa không? Có phải tab giữa không? Câu trả lời là không. Mà nó là gì đấy? Canh giữa vì nó chia đều hai gì?
chia đều hai bên đúng không? Bạn có đó. Rồi bây giờ thầy làm cho bạn xem. Về công việc các bạn đi soạn thảo cái này thì mình sẽ Windows R, mình gõ từ Windows ha, Enter ha, rồi lưu trước, lưu luôn đi ha, lưu luôn không khỏi nó mất ha. Xem này, cái file này là thư mời, thư mời em làm thư mời nha, làm thư mời em lưu vào đâu bây giờ đây, lưu vào trong cái mo đây ha, mo đưa vào DBC browser này, browser để tìm ha, để đưa vào C này, bài của mình là đây tối đây ha, thầy ghi là thư mời ha, thư mời và trong này nó còn có tên là mail gì, mail mướt, mail mướt ha. Đây cái từ mail mướt thì ghi đúng tên đúng không ạ, thiếu chữ R rồi kia, thầy ghi từ thiếu chữ R nha kia, các bạn sửa lại nha, file save ạ, thầy ghi nghi rồi. À, từ mail mướt đây, mail đây R ha, nó mới đúng. Rồi từ mail mở rồi ha, thì bây giờ mình thấy là đây có một cái khung đúng không, có một cái khung đúng không, khung này mình học rồi, mình sẽ insert, mình chọn gì các bạn, chọn gì đấy, cái gì đấy, cái gì cả đó, save đúng rồi. Trong cái xếp thì nó có cái đoạn mà móc móc bên dưới á, bạn nhìn cái hình nào, nó có một cái móc móc bên dưới á, hình như là tôi chưa nhìn thấy hình nào, kéo để tìm cái hình đó. Ok ta, tôi nhớ bình thường là nó đâu khu này này, hình tiêu nhật rồi, nó có cái móc móc bên dưới đây, đây đúng không em, đúng chưa, đó vẽ cái này đúng không, thấy chưa. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái gì đấy, kiểu này được chưa, trang trí đường viền outline, chọn cái gì đấy, đây chọn mo đúng không, mo đúng không, và cho cái này là kiểu gì đấy, hai đường ha, và cho cái width này tăng lên ha, cái này chỉ rất nhiều rồi, đúng không em. Rồi click phải đây, add gì đấy, add text, rồi nó ở giữa đây đúng không, thì mình test align chọn gì các bạn, tốt rồi, ok, nó đang canh giữa, bây giờ mình canh trái bình thường, canh trái bình thường, rồi đặt tab, chọn là tab giữa đúng không, tab giữa đúng chưa, rồi đây đặt một cái ha, đây một cái nữa ha, đây cái cộng hòa ha. Rồi bây giờ thầy không có thời gian thì thầy sẽ làm động tác gì đấy, copy, thầy không có thời gian gõ, trường gì đấy, ABC gì đó đúng không? Rồi, thì đứng từ đây thì tap một cái thì gõ đúng không? Đúng chưa? Rồi sang đây. Ồ, tap một cái thì nó lại mất cái tap rồi, đặt lại tap. Quỷ quái thật, cứ copy cái là nó mất. Dư một cái rồi. Rồi, đây tap cái nữa là tap lại. Rồi đứng ở đây. Sang đây copy cộng hòa ha. Đây mình tap cái ha, dán ra ha, rồi cộng hòa nó đấy, thầy dán cái nó mất là kỳ lạ ha, cứ dán cái nó mất cái tap này, thầy không hiểu tại sao luôn. Rồi như này được chưa, rồi mình enter xuống, rồi enter xuống thì bên này nó có gì đây, chấm chấm chấm, gạch tap một cái, gạch ha, gạch này, tap một cái, độc lập tự do gì đó đúng không, giải thiết đây là chữ độc lập tự do ha, đâu rồi, đúng đây, sang đây rồi, đây chữ độc lập đây đúng không, còn gì nữa đây, xuống dòng có chữ là giấy báo gì ha, giấy báo học tập, cái này giấy báo, enter, cái này hồi nó canh giữa ha, gõ xong rồi mình chỉnh cái em, nhà trường xin thông báo ha, nhà trường xin thông báo học sinh 2 chấm, nhà trường xin báo đúng không, học sinh 2 chấm, xuống dòng. Rồi bây giờ họ tên này, họ tên này thì cái số 1 này mình không viết đâu, chúng là mình đưa vào á ha, mình ghi từ họ tên thôi. Đây là có thầy vừa phân tích các bạn là có một cái tab gì đấy, có một cái tab gì đấy, tab trái ở đây đúng không, một tab phải ở đây đúng cả lớp, tại vì mình gõ chữ M đây nó chạy sang đây tay phải đúng không các em,
đúng chưa? Thì sang đây, sau đây mình gõ đây, nhớ đây họ tên họ, ồ họ này, họ tên này, họ tên này, hai chấm này, và nó chạy sang cái tab phải đúng không, tab trái đúng không, mình chọn đây là đổi, bỏ đi, chọn cái tab trái, chọn tab trái ở đây đúng không, rồi họ tên học sinh, mấy chữ này chữ gì đấy, mã số học sinh, họ tên học sinh, tab một cái ha, để mã số, mã số học sinh hai chấm, rồi cái chỗ này sang đây là tab gì đấy, tab phải, mình chọn tab phải ha, rồi tại đây ha, tab đây ha, tab một cái, và thầy bảo là gặp tab là mình định dạng ngay từ đầu, mình chọn đây đúng không, sorry chọn cái nó chặt rồi đó, rồi chọn lại ha, double click ha, im tay, cái này từ đến đây đúng không, đến đây đúng không, là sinh ra chấm chấm hai set, rồi từ đấy sang đây, đây chính là 6 chấm mấy đây, số 2 set, ok đúng chưa, được chưa, rồi enter xuống dòng. Hai chỗ này nó bình thường, cái 1, 2 mình gõ nhá, riêng cái này này, riêng cái trung bình này thì thầy nói các em là nó có thêm cái tab giữa ở đây để chúc mình gõ ở đây nè, mình điền ở đây, còn đây cũng phải là tab gì, tab trái, đây là tab gì, tab giữa, đây là tab gì, tab phải ở trên, như vậy đây mình phải thiết lập ba cái tab nữa đúng không em, đúng chưa, theo kịp chưa, rồi bây giờ sang đây, cái chữ kia là chữ gì nhỉ, chữ đây là gì đấy, điểm trung bình xếp hạng ha, điểm trung bình đây, điểm trung bình, ủa đâu ạ, điểm điểm trung bình hai chấm ha, điểm trung bình cần một tab giữa, như vậy thì chọn một cái tab giữa ở đây chưa, chọn đây, chọn tab giữa đây, điểm trung bình đây ha, rồi một cái điểm ở đây nữa đúng không, điểm trung bình tab đây một cái chỗ gì tí tính sau ha, tab một cái gì nhỉ, điểm trung bình nó gì đấy, xếp hạng ha, xếp hạng, xếp hạng, bản phím mới viết hơi khó, rồi đến đây ha, xếp hạng 2.8 cái ha, cái gì đó ở đây gõ tiếp ở đây ha, 8 cái ha, ở đây mình cho chấm chấm luôn ngay từ dòng đầu tiên luôn ha, double click ở đây, cái này chính là hai mấy đây đúng không, số 2 này đúng không, tới đây là có chưa, có rồi, cái này chưa có này, 5.4 này, set này, cái số 2 set chưa, chưa, chọn đây set này, ok đúng chưa, còn thiếu cho 500 mấy này chưa làm đúng không, 500 mấy này, 544 này, số 2 này, set này, ok này ha, được chưa, rồi xuống đây enter, cái này cái gì đây, xếp lại, dưới này xếp lại, xếp lại ha, 2 chấm, xếp lại ở giữa đúng không, tap một cái, tap, nhưng mà cái này không có bỏ, cái này không có bỏ, dư một cái, còn ở đây nó ở đây rồi, enter xuống, chúc em ha, đi như vậy, chúc em sao các em, chúc em ha, tap một cái ra đây, tap một cái rồi xuống dòng, cái gì nữa các em, bàn giám hiệu ha, ví dụ đây mình có đây là bàn giám hiệu, chỗ này mình không có tab, dòng này có một cái tab thì mình kéo ở đây, bàn giám hiệu ở đây, tab đây, có đây là bàn giám hiệu, enter, ví dụ đây là gì đấy, đâu rồi, enter, tab một cái, lê, cái chỗ này kéo rộng ra tí kia, đang bị cấn gì đấy, cái này là gì đấy, lê,
Triều. Lê Triều Tiên. Đúng chưa? Và cái này không có chấm thì mình đúp vào đích của đây đúng không? Và chọn cái này đúng không? Chọn non này. Set OK. Cái này nữa. Không có chấm nữa, đúp vào đích của đây. Chọn gì? Non set OK. Như vậy cơ bản là mình gõ xong chưa? Cái chỗ này canh chính giữa cần chuẩn gì các em? Cần chuẩn E là center ha. Cái này em lấy nó thưa này, cái mình cho nó sát lên để cho nó đẹp mắt ha. Chọn vào paragraph ha. Chỗ này mình chọn gì đấy? Single. Trước sau này không có, giảm về không. Đúng chưa? OK. Nó đẹp như này đúng chưa? À, cần thiết thì chỗ này enter xuống hoặc là chỗ này có thì các bạn. Đúng chưa? Thường thì người ta hạn chế enter và người ta có cái before after đó thôi. Thì cái trang trí này thì coi như vậy đi ha. Rồi lưu lại ha. Rồi bây giờ ý thực hiện cái ý tưởng hồi nãy á, là mình sẽ lấy ở cái file sách này bỏ sang đúng không em? Đúng chưa? Đó, file sách này các em thấy rồi. Thì lúc này các em làm như sau. Thì em để ở đây ha. Em vào trong cái mục gọi là mailing. Mailing. Và trong cái mailing này bạn chờ thầy. Bây giờ mình sẽ vào cái mục mailing này ha. Và mình chọn cái gì, nó có nhiều cách làm. Thì bây giờ mình có danh sách rồi, mình chọn cái select recipient ha. Recipient. À, đối với file Excel hay file Word cũng thế, nhưng mà để cái file Excel thầy sửa lại một tí này để cho các bạn thấy ý nghĩa của nó. File danh sách đây ha. Rồi. Ví dụ ở đây. Ví dụ ở đây thầy có danh sách. Vì anh em, danh sách. Danh sách. À, học sinh ha. Rồi. Ở đây là bên này nó có một cái sheet nữa, thầy rename đây là danh sách. Danh khách. Khách hàng. Đúng không? Đây có một cái nữa. Danh sách sản phẩm. Đúng không? Rồi. À, thầy gõ đại cái giả thiết đây là khách hàng gì đó ha. Nó chỉ có như này thôi. Thằng này nó có cái hai cái này thôi. Nó có đại đây ha. Em để đâu cũng được. Hình như mà nó phải trên cái dòng đầu tiên này nha. Đó, nó phải từ trên này chứ đừng có, nó không có trống. Nó bắt đầu phải từ cái dòng đầu tiên này nha các em. Rồi. Ở đây thầy, ví dụ thầy cũng có vậy. Có hai cái thôi. Nói chung là nội dung cho nó có thôi. Chứ thầy không quan tâm cái nội dung gì trong cái này. Em đang nhớ ba cái tên là danh sách học sinh, danh sách khách hàng và danh sách gì sản phẩm, ví dụ như thế, được chưa? Rồi đây là cái file Excel thầy. Bây giờ đưa vào. Hoặc làm cũng tương tự nha các em. Rồi bây giờ đưa vào như sau. Thì các bạn vào trong này bạn chọn cái select cái gì đây? Select cái recipient này. Xong các bạn chọn cho thầy gì đấy? Use a setting list là sử dụng cái list đã có rồi. Còn use a list đây. Còn cái này thì nó bảo là cái data source, có nghĩa là chọn select cái data source là chọn cái dữ liệu nguồn. Nguồn ở đâu thì mình bảo C đây. Còn này trong cái gì đây? À, C này còn thầy cái 357 này ha. Rồi còn thầy để trong cái đây. Trong đây. Trong đây. Trong đây. Trong 9 này đây. Cái này đúng không các em? Rồi, thấy open nhá. Chọn cái lượng nguồn ở đây ha các em. Open. Open thì nó mới bảo là ủa, nó có 3 cái sheet lắm. Ở đây thầy làm 3 sheet đúng không các em? Đúng không? Thế bây giờ mình sheet nào? Mình sheet học sinh thì mình chọn học sinh đúng không các em? Đúng chưa các em? Đó, thì không nhấn gì đây. OK. OK. Rồi, đã OK. Nhưng mà rõ ràng mình có thấy họ tên không? Không. Đúng không? Bây giờ mình muốn đưa họ tên vào. Nha, đưa tên vào. Thì thầy ngay cái chỗ mà insert mà fill này. Thì lúc này quay lại cái hình này. Cái này file này mình đóng rồi ha. Mình không, nó không cho mình mở ra. Mình mở ra nó sẽ làm sai đấy. À, thầy mở cái hình ra. Hình này. Mình có cái hình của mình là 9 đúng không? Cái 9 đâu các em? Đây. Thì ý đồ của mình á là lấy cái Hoàng Anh Thư lên đây đúng không các em? Đúng không ạ? Đó. Như vậy mình lấy như nào? Đây.
thì sang đây này, anh Thư nó vào chỗ vị trí này, tại vì trong bài nó bảo mình ở vị trí đó mà, vị trí số 1 này, đúng chưa? Như vậy thầy sẽ làm động tác là đây, ngay cái chỗ insert mà fill này thì mỗi một cái này này nó là một fill, một cái cột này nó là một fill, một mã số học sinh này nó một fill. Như vậy thầy sẽ insert cái mục fill ở đây, insert cái mục fill thì cái chỗ này là họ tên, thì chọn họ tên, cái này mã số thì đặt đây thì chọn mã số, mã số cái này điểm trung bình nó ở giữa thì thầy sẽ xóa hai câu hỏi đi. À, ở đây thầy chọn điểm gì đấy, điểm trung bình, điểm trung bình cái này xếp hạng thì chọn đây, thầy xóa này đi, thầy chọn nó xếp hạng, insert cái xếp hạng, đúng không? Chọn đây thầy xóa, đưa vào cái xếp lại, đưa vào cái xếp lại, xếp lại. Nhưng mà em có thấy cái mong muốn là họ tên như của mình mong muốn không? Có giống như bạn họ tên mong muốn không các bạn? Không, không phải giống như cái của mình là đưa vào đúng không? Đó các bạn. Như vậy thì bây giờ thầy phải làm gì đấy? Không giống là Hoàng Anh Thư. Như vậy làm sao nó giống Hoàng Anh Thư? Thì ở đây á, nó có một cái gọi là review result, là xem cái kết quả của mình, đến đây cái. Thế là Hoàng Anh Thư, đúng chưa? Thì cái mong đợi thứ hai của mình rõ ràng là ông gì đấy, Đỗ thì gì, Đỗ thì Nga. Như vậy thì em phải nhấn tới này, tới cái đây Nga này, thấy không? Này, tới tới này, lui lui này, về cuối này, cái này về đầu này, ok. Như vậy các bạn biết tới lui về đầu chưa, về đầu về cuối chưa? Nhưng mà cái chỗ là chúc em này thì thầy nói nó rõ ràng là cái chúc em này nó có tồn tại không, cái này sinh ra đúng không? Vậy sinh ra mình biết làm sao? Thì ở đây mình có một cái luật, nó gọi là cái rule, cái rule là cái luật đúng không em? Rule. Như vậy có một cái if then else, tiếng Việt là nếu thì, nếu thì mình chọn if then else. Và ở đây nó mới mình chọn ở đây là cái gì, điểm trung bình. Trong đề nó bảo là điểm trung bình thì mình gọi là điểm trung bình. Tại vì trong đề nó có nói mình cái em, nó có nói mình đâu à? Nếu mà điểm trung bình á, nếu điểm trung bình lớn hơn 5 thì phát huy đúng không? Phát huy đúng không em? Còn ngược lại cố gắng lên đúng không các em? Đúng chưa? Như vậy đây là cái luật nó sinh ra, chứ nó không tồn tại. Thì đây là điểm trung bình. Thì ở đây nó có vài cái từ mà bạn phải quan tâm, là equal, là bằng, not equal không bằng, less than là nhỏ hơn, greater than là lớn hơn, less than or equal là lớn hơn bằng, greater than đây là gì? Less than or equal là nhỏ hơn bằng, greater than or equal là lớn hơn bằng, is blank là khoảng trắng, is not blank là không phải là khoảng trắng. Như vậy bài đề mình nó bảo là gì đấy, lớn hơn bằng mấy, lớn bằng 5 thì mình chọn cái nào các bạn? Greater than or then or equal đúng không? Lớn hơn bằng số gì đấy? Và đây là số mấy? Số 5. Các bạn sẽ gõ số 5. Cái này lớn hơn bằng 5 đúng không? Nếu tính về nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5, đúng không? Nếu điểm trung bình lớn hơn bằng 5 thì mình ghi là gì đấy? Mình ghi ở đây là phát huy kết quả học tập đúng không? Phát huy kết quả học tập. Học tập ha. Phát huy học tập đúng không? Còn ngược lại mình ghi là gì đấy? Otherwise có nghĩa là ngược lại là nhỏ hơn á. Dưới này này mình ghi là gì đấy? Cần gì? Cần sao còn thầy gõ từ gì kỳ ra, cần này cố gắng để không biết cái đây khó nhìn quá, cần cố gắng cần gắng hơn đúng không? Đúng rồi em. Rồi ok ha. Ok nha. Ok. Như vậy cái này của bạn này 3.5 nó bảo cần cố gắng hơn. Đúng không em? Nhưng mà thầy tới cái này thì bạn này tới 7 khá thì nó kêu là phát gì? Phát huy. Đúng không em? Như vậy các bạn hiểu bài chưa? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu cách làm chưa? Đó là em mà đúng không anh? Thế còn cái bài đầu tiên thì nó không có cái này dễ dàng. Bài đầu tiên nó nhẹ nhàng hơn cái này thì các bạn sẽ làm được, thì cái này gọi là mail mật, được chưa? Ok chưa? Làm này xong bắt đầu chúng ta sẽ
thầy cho các bạn làm thử mấy cái đề mẫu là thử. Ok.